Giá vàng hôm nay mùng 6 tháng 10 vượt qua cấp bách vàng trùng xuống. Tính tới 8 giờ 30 sáng ngày mùng 6 tháng 10, giá vàng miếng trong nước được tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết cho khu vực Hà Nội ở mức 56,1 triệu đồng một lượng mua vào và 56,5 triệu đồng một lượng bán ra, tăng 300.000 đồng ở cả hai chiều mua vào và chiều bán ra so với cuối phiên liền trước. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC áp dụng cho khu vực Hà Nội ở mức 56 triệu đồng một lượng mua vào và 56,52 triệu đồng một lượng bán ra, tăng 150.000 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với cuối phiên giao dịch mùng 5 tháng 10. Tại Sài Gòn, giá vàng miếng trong nước được tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết ở mức 56,05 triệu đồng một lượng mua vào và 56,5 triệu đồng một lượng bán ra. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 56 triệu đồng một lượng mua vào và 56,53 triệu đồng một lượng bán ra. Trên thị trường vàng trong nước, chốt phiên ngày 5 tháng 10, đa số các cửa hàng vàng tại Hà Nội tăng giá vàng 4 số 9 thêm khoảng 100.000 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với cuối phiên tuần trước. Tới 8 giờ 30 sáng ngày 6 tháng 10 giờ Việt Nam, giá vàng thế giới giao ngay ở mức 1.910 đô la Mỹ một ao, tương đương 54,1 triệu đồng một lượng chưa tính thuế phí. Giá vàng trên thị trường quốc tế trùng lại và chưa thể bứt phá xa trên ngưỡng 1.900 đô la Mỹ một ao do chứng khoán thế giới tăng trở lại khi nước Mỹ đồng thuận giải quyết vấn đề cấp bách và sức khỏe ông Donald Trump cải thiện. Theo đó, ông Trump có thể xuất viện sớm hơn so với dự báo. Trước đó, giới đầu tư lo ngại việc ông Trump dương tính với COVID-19 có thể ảnh hưởng tới cuộc bầu cử và gây ra tình trạng bất ổn trên thị trường tài chính thế giới. Khảo sát mới nhất của Kitco cho thấy, đa số các chuyên gia dự báo vàng sẽ tăng giá trong tuần tới. Theo đó, vàng sẽ được hỗ trợ ít nhất trong ngắn hạn do sự hỗn loạn trước thềm cuộc bầu cử Mỹ vào ngày 3 tháng 11 sắp tới, khi đương kim Tổng thống Donald Trump nằm viện vì dương tính COVID-19. Vàng được dự báo sẽ tiếp tục đi lên nhờ chính sách nới lỏng của Fed và nỗ lực thông qua dự luật cứu trợ trị giá 2,2 nghìn tỷ đô la Mỹ của Hạ viện Mỹ. Đồng đô la Mỹ được dự báo sẽ mất giá hơn nữa và giá vàng sẽ còn mạnh hơn. Những biến động giá vàng sẽ được Vietnamnet cập nhật trong các bản tin sau.